Thưa quý vị, giá hồ tiêu trong nước đã lao dốc từ đầu quý 2 năm nay và hiện chỉ còn khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Dù nhu cầu tiêu thế giới thì vẫn tăng, nhưng với nguồn cung vẫn còn dồi dào, Hiệp hội Hồ tiêu dự báo là giá khó có khả năng bật lên vào những quý còn lại như kỳ vọng. Tại Đại hội Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam VBA nhiệm kỳ 2017-2020 diễn ra cuối tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện VBA cho biết, trái ngược với cùng kỳ năm ngoái, giá tiêu đen xô trong nước năm nay liên tục lao dốc từ đầu quý 2 đến nay. Giá hiện chỉ còn khoảng 80.000 đồng 1 kg, giảm 50% so với cùng kỳ và giảm mạnh so với mức giá đỉnh điểm 220.000 đồng 1 kg của niên vụ 2015-2016. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung tiêu toàn cầu tăng mạnh do diện tích tăng mạnh. Trong đó, chỉ riêng Việt Nam, diện tích trồng tiêu mới trong vòng 1 năm qua đã tăng tới 23.000 ha, cao nhất từ trước đến nay, đưa diện tích hồ tiêu cả nước hiện đạt đến hơn 126.800 ha. Với diện tích này, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ước sản lượng hồ tiêu niên vụ năm nay đạt khoảng 215.000 tấn, cao hơn niên vụ trước khoảng 50.000 tấn. Cùng với sản lượng hồ tiêu từ các nước như Campuchia, Indonesia, Ấn Độ đều tăng, VBA dự báo sản lượng tiêu giao dịch toàn cầu trong niên vụ này sẽ tăng khoảng 40.000 tấn so với niên vụ trước, do đó khó kỳ vọng giá có thể bật tăng trở lại trong các tháng còn lại. Trước tình hình trên, các chuyên gia khuyến cáo nông dân trồng tiêu cũng không nên giữ hàng quá lâu chờ giá lên. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã có cái khuyến cáo giá khi xuống thấp quá dưới 80.000, cái thời điểm mà 70 trên 70 thì Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam vẫn đã khuyến cáo là không nên bán dưới 80.000. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải theo suy nghĩ cá nhân của tôi thì tôi có cái khuyến cáo thêm là không nên giữ tiêu qua năm và có thể nói rằng không nên giữ tiêu tới cuối năm. Nên canh chừng trong thời gian này để bán cái tiêu đã có trong kho. Bởi vì chắc chắn một điều, sang năm thì sản lượng tiêu của toàn ngành hồ tiêu của thế giới vẫn tiếp tục tăng. Thế thì giá chắc chắn nó không sợ rằng nó không giữ được như hiện nay mà sẽ còn xấu thêm. Như vậy người trừ tiêu qua năm sẽ không có lợi. Dù vậy, VBA cũng nhận định giá sẽ không lao dốc như một số nhà phân tích lo ngại do nhu cầu hạt tiêu thế giới vẫn có xu hướng tăng khoảng 4-5% một năm và tỷ lệ cất trữ các hộ dân sẽ nhiều hơn nên nguồn cung hạt tiêu từ Việt Nam ra thế giới sẽ không ồ ạt.